Thưa quý vị và các bạn, tấm gương và tinh thần tô hiệu là tài sản vô giá trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Vậy tinh thần tô hiệu được nhắc đến lần đầu tiên ở đâu? Có sự phát triển như thế nào trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc? Cũng như mang lại những bài học gì cho hôm nay? Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Trương, Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, người chủ biên cuốn sách Tiểu sử Tô Hiệu. Vậy thì tinh thần Tô Hiệu đã được lan tỏa như thế nào ở nơi chốn cục tù, cũng như là trong phong trào cách mạng sau khi mà đồng chí Tô Hiệu qua đời ạ? Tinh thần Tô Hiệu thì đó là một cái cụm từ mà được đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã viết trên cái báo cờ giải phóng từ tháng 1 năm 1945. Trong cái bài viết này đã kêu gọi là toàn thể những người cách mạng Việt Nam sẽ phát huy cái tinh thần tô hiệu, giữ vững được cái tinh thần đấu tranh của những người tù ở nhà tù Sơn La để mà góp phần chung vào cái thắng lợi của cách mạng tháng 8. Tinh thần ấy đã được phát huy trong cuộc kháng chiến chống Pháp với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, tiếp tục phát huy hơn nữa trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ với cái tư tưởng của Hồ Chí Minh không có gì quý hơn độc lập tự do và đem lại cái thắng lợi của cách mạng nước ta. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Trương, có thể nói rằng tinh thần tô hiệu thì luôn sáng mãi cho đến ngày hôm nay và còn lan tỏa cho đến thế hệ mai sau. Đó là một tinh thần mà kiên định tử sinh, đạp bằng uy vũ, chọn một đời vì Đảng vì dân. Vậy thì tinh thần tô hiệu cho chúng ta những bài học gì cho ngày hôm nay ạ? Nó là một cái minh chứng sống về cái đạo đức của người Cộng sản theo những cái chuẩn mực của Hồ Chí Minh, đó là lòng trung thành tuyệt đối đối với lý tưởng của Đảng, của cách mạng Việt Nam, dù ở nơi khó khăn nhất như là ngục tù hay là những sự truy sát khi hoạt động bên ngoài trong cái điều kiện hoạt động bí mật, đã thực hiện rất có hiệu quả các cái đường lối chủ trương của Đảng. Chuẩn mực thứ ba đó là đặt cái lợi ích của Đảng và của dân tộc lên trên hết, trước hết, hết lòng phục vụ nhân dân và gương mẫu trong mọi việc. Tôi hiểu khi tham gia cách mạng không phải vì cái danh lợi cá nhân mà vì cái lợi ích của Tổ quốc, vì sự giải phóng dân tộc và giải phóng cho đồng bào. Nó cũng sáng tỏ cái chuẩn mực thứ tư mà Hồ Chí Minh nói về đạo đức cách mạng. Ở đâu, trong điều kiện nào thì Tô Hiệu cũng ra sức học tập chủ nghĩa Mác Lênin, lấy phê bình và tự phê bình, hoàn thành các nhiệm vụ của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ. Và chính điều ấy làm cho đồng chí có một cái niềm tin, một sự trung thành trên cơ sở khoa học và đặt cái lợi ích của Đảng và của nhân dân lên cũng trên cơ sở khoa học. Tô Hiệu là một nhà lãnh đạo nổi bật, có những cái phương pháp cách mạng đúng để thúc đẩy cái phong trào cách mạng nước ta ở cái thời kỳ vận động của cách mạng tháng 8. Nhưng phát huy cái tinh thần Tô Hiệu trong cái điều kiện hiện nay theo cái chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ giành được thắng lợi nhiều hơn nữa trong cái sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc chúng ta hiện nay. Vâng, một lần nữa thì rất là cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Trương.